kỹ năng mỗi ngày Rất vui được gặp lại bà con trong chương trình podcast kỹ năng mỗi ngày của báo Phụ nữ Việt Nam. Podcast được đăng tải trên trang báo điện tử phụ nữ Việt Nam.vn, fanpage và kênh YouTube của báo Phụ nữ Việt Nam. Bà con thân mến, nhân tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023, diễn ra từ ngày 15 tháng 11 đến ngày 15 tháng 12 với chủ đề đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái. Chương trình kỹ năng mỗi ngày của chúng tôi hôm nay sẽ xoay quanh vấn đề này. Thưa bà con, bạo lực giới và bạo lực gia đình chưa bao giờ là chuyện cũ đối với phụ nữ, nhất là phụ nữ đồng bào dân tộc thiểu số. Chính sự cam chịu, nín lặng của chị em ở vùng cao đã khiến nạn bạo hành trong nhiều gia đình không dễ gì xóa bỏ. Theo điều tra quốc gia về bạo lực đối với phụ nữ, cứ 3 phụ nữ thì có gần 2 phụ nữ, tức chiếm 62,9%, từng chịu ít nhất một hình thức bạo lực thể xác, tình dục, tinh thần hay kinh tế hay kiểm soát hành vi do chồng, bạn tình gây ra trong đời. Trong đó, tỷ lệ phụ nữ dân tộc thiểu số bị bạo lực khá cao, Phụ nữ dân tộc nùng bị bạo lực thể xác và tình dục cao hơn các dân tộc khác, chiếm tới 42%. Có tới 55% phụ nữ người dân tộc mông bị kiểm soát, không được nói lên suy nghĩ hành động của mình, không được đi tới nơi mình muốn. Trong khi đó, có tới 70% phụ nữ người dân tộc giao bị bạo hành về mặt kinh tế, không được nắm giữ tài chính. Cụ thể, có thể nhận diện bạo lực gia đình ở những hình thức chủ yếu sau đây. bạo lực về thể chất là hành vi ngược đãi đánh đập thành viên gia đình làm tổn thương tới sức khỏe tính mạng của họ bạo lực về tinh thần là những lời nói thái độ hành vi làm tổn thương tới danh dự nhân phẩm tâm lý của thành viên gia đình bạo lực về kinh tế là hành vi xâm phạm tới các quyền lợi về kinh tế của thành viên gia đình như quyền sở hữu tài sản quyền tự do lao động bạo lực về tình dục là tất cả các hành vi mang tính chất cưỡng ép trong các quan hệ tình dục giữa các thành viên gia đình kể cả việc cưỡng ép sinh con Bạo lực về tình dục là vấn đề khá tế nhị, người ta thường hay giấu nhưng nó xảy ra khá nhiều và gây hậu quả làm đổ vỡ gia đình. Để phụ nữ rắc lây thoát khỏi vòng bạo lực gia đình Kính thưa bà con, là cộng đồng dân tộc thiểu số theo chế độ mẫu hệ, tuy nhiên trước đây ở cộng đồng người dân tộc Rắc Lây, tình trạng bạo lực gia đình diễn ra tương đối phổ biến. Người phụ nữ Rắc Lây vẫn phải chịu nhiều thiệt thòi, bất bình đẳng trong cuộc sống hôn nhân và gia đình. Vậy làm thế nào để phụ nữ Rắc Lây thoát khỏi vòng bạo lực gia đình? Đây chính là chủ đề trong chương trình podcast kỹ năng mỗi ngày của chúng ta hôm nay. Khách mời của chương trình là chị Pi Năng Thị Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Ma Nới, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận là một người đã có 21 năm kinh nghiệm làm công tác vận động tuyên truyền nhằm cải thiện tình trạng bạo lực gia đình diễn ra trong cộng đồng người dân tộc Rắc tại địa phương. Trước tiên, xin được kính chào chị Pi Năng Thị Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Ma Nới, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận. Cảm ơn chị vì đã nhận lời tham gia chương trình Kỹ năng mỗi ngày của chúng tôi hôm nay. Xin chào quý độc giả của Báo Phụ nữ Việt Nam. Xin chào bà con Vâng ạ, à, thưa chị trước hết thì chị có thể cho biết là công tác hội trên địa bàn xã Ban Nới huyện Ninh Sơn có đặc thù như thế nào ạ? Cái đặc thù là ở miền núi là vùng sâu vùng xa, à, trong miền núi á thì nói chung thì đa số là đồng bào dân tộc rất các lai, à, đặc biệt là về kinh tế là trồng trọt và chăn nuôi về cái cuộc sống của bà con chúng ta của xã Ba Nới thì đặc biệt khó khăn thì rất nhiều thì nói chung thì từ mấy năm gần đây thì các mạnh thường quân cũng có hỗ trợ các thiết yếu của bà con trên đây ừ. tại vì trong xã Ba Nới đây là 443 hộ dân đều là hộ nghèo, khó khăn vất vả phá rất nhiều. Có đảng nhà nước quan tâm thì so với trước đây thì đây thì thấy cũng ổn định. Theo tôi được biết thì xã Ma Nới có 100% là người dân tộc Rắc Lây, mà người Rắc Lây thì theo chế độ mẫu hệ. À, như vậy thì thực trạng vấn đề cuộc sống, hạnh phúc gia đình và bạo lực gia đình trên địa bàn như thế nào thưa chị? theo cuộc sống thì mỗi hệ là kể là chồng theo vợ về bạo lực gia đình đó mà so với trước đây bây giờ thì nó ít hơn mà đôi khi những cái bộ việc nho nhỏ thì chị em lo ngại sẽ mắc cỡ này kia cũng ít khi là báo cáo về liên thôn lên xã với hội phụ nữ thì họ ít hơn khi nào nặng nặng, á ví dụ như bạo lực hơi nặng về thể xác chẳng hạn ừ. thể xác á thì họ quẹt trực tiếp về công an xã can thiệp trực tiếp luôn chung ừ. là tuyên truyền rồi uh, ra ừ. mắt cái các câu lạc bộ phòng chống bạo lực gia đình và, hoặc là bảo vệ uh, gia đình và trẻ em cũng có thường xuyên uh, ừ. phát động từng thôn một có một một thôn là một một lần năm nào cũng có cái phát động trong đó thì cũng có cái bài tuyên truyền của phụ nữ riêng vậy thì trong cuộc sống gia đình của người rắc lây thì những cái sự bất bình đẳng giới được thể hiện như thế nào thưa chị bất bình đẳng giới thì đôi khi là cũng sinh con thôi ví dụ như kế hoạch hóa gia đình mà chồng không cho thì vợ cũng không dám để kế hoạch hóa gia đình cho nên đã liên quan tới là sinh con thứ ba nhiều mình là <laughs> chỉ là tuyên truyền vận động về bất bình đẳng dưới á phụ nữ xã mã nới chúng tôi thì chung là năm dưới người ông chồng của mình á ít khi tham gia sinh hoạt học hành này kia thì có có thể có xảy ra đó còn nếu mà người ông chồng của phụ nữ thường xuyên tham gia công việc xã hội này kia thì cũng có thuộc về bình đẳng mà đôi khi là người học cao chứ chắc đã là hiểu rộng mà đôi khi là dân bình thường mà người ta vẫn còn hiểu được hôn nữ về bạo lực ừ. tại vì thứ nhất về độ chạy nhiều trong xã mà đấy giống như là 95% đều là đàn ông uống rượu cho nên là hay gây bất bình đẳng sống ừ. à, phụ nữ xuất phát từ là là uống rượu nhiều thôi à, bất bình đẳng là thứ nhất là sinh con nhiều thứ hai là à, ông chồng lười lao động chỉ biết ăn nhậu rồi vợ thì giống như là vừa làm mẹ vừa làm vợ vừa là lo toan xã hội cả kinh tế gia đình đều là vợ chồng tôi say ngày xỉn liên quan tới bạo lực dạ vâng ạ như chị chia sẻ thì có thể thấy việc mà đàn ông không tham gia vào hoạt động xã hội thì nó ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống của chị em phụ nữ đúng không thưa chị họ đi khi này chỉ có ngày thì đi vô rừng kiếm mấy miếng cổ hoặc là Kiếm chút ít, kiếm tiền từ trong rừng ra là họ chỉ lo ăn uống của đàn ông rồi sau đó là không lo cho vợ con này kia. Nhiều năm qua năm suốt tháng, phụ nữ thì khánh bác nhiều hơn. Nào về kinh tế, rảy ruộng, con cái, đủ thứ. Giống như là phụ nữ tuy là cứ chồng về nhưng mà không có làm chỗ được cho gia đình. À, đi rừng đi rẻ thì kiếm được tiền là chỉ có uống rượu thôi. Chứ không có là tham gia cùng cùng với uh, quan tâm với vợ con hoặc là uh, gia đình cho nên là nó, nó nghèo mãi không có phát triển được kinh tế và sinh con nhiều đó có thể thấy là người vợ phải gồng gánh hết tất cả mọi thứ uh, tuy nhiên thì những cái việc quan trọng trong gia đình thì họ lại không được quyết định đúng là như vậy đó các mặt là của gia đình đều là do phụ nữ gồng gánh hết những đàn ông mà người chồng mà cứ cứ như vậy thì cho nên nó không thể phát triển được kinh tế và cũng không có kế hoạch hóa gia đình này kia thì nó sinh cái đó là nghèo là đeo bám mãi cái cá đứa con của mình chẳng hạn ừ. nghèo quá thì con cái mình bỏ học để đi kiếm tiền làm thuê làm mướn có hộ gia đình nghèo quá là không cần cho con đi học hành nữa cỡ 10 tuổi là đi làm thuê chăn bò hoặc đi làm ừ. um, thuê cái này cái nọ rồi để phụ giúp với mẹ ừ. với uh, nuôi em thì đôi khi là mẹ thì sinh khi một năm một đứa một cứ dễ biết thì nghèo mái thôi thì cha thì không có cánh phát được thì sanh con thì bắt con nhỏ thì, thì kiếm tiền nuôi cả gia đình dạ vâng ạ bà con thân mến có muôn vàn lý do gây nên bạo lực gia đình trong cộng đồng người dân tộc thiểu số nói chung và cộng đồng người dân tộc rắc lây nói riêng trong đó nguyên nhân nổi cộm chính là thói quen uống rượu hàng ngày của những người đàn ông trong gia đình Câu chuyện sau đây tại huyện Bắc Ái, tỉnh Ninh Thuận là một ví dụ. Đông con, trong suốt ngày xe xỉn đánh đập, cả thanh xuân của chị cha Ma Lé Thị Lan, xã Phước Chính, huyện Bắc Ái, tỉnh Ninh Thuận, là những chuỗi ngày dài, mẹ con bồng bế nhau tìm chỗ lánh nạn mỗi khi thấy chồng đi uống rượu về tới đầu ngõ. Làm gì thì làm, rượu hoặc những cái gì, nuôi bò hoặc nhiều cái gì này, làm gì phải thăm qua chồng trước chứ ông cũng ruột cày lượng nhà đi. nước ban đầu thì cũng hay khó khăn cãi nhau chứ có khi nó dù nó chuyện quậy quọ này chẳng con đi đâu đi vô nhà bà gì ông già vô ừ. chơi chừng nào họ hỏi chạy hỏi chạy nhau mới về nhà lại còn cứ làm sao ngày thôi suy sí nghĩ thường trực trong đầu chị Lan là nhẫn nhịn để con có đủ cha đủ mẹ thế nhưng đã không ít lần chị nghĩ đến tự tử để được giải thoát cũng có hoàn cảnh tương tự như chị Lan, chị Ca Tơ Thị Khíp, xã Phước Chính. Lấy chồng bao nhiêu năm là từng ấy năm chịu đựng bạo hành cả thể xác lẫn tinh thần từ chồng mỗi khi say rượu. Ôi xưa ông say xỉn như cái nhiều nhất, thấy bưng buồn chứ. Khi ấm con đi chăn bò thế này thế kia, nhưng để cho mất buồn. Nhà chỉ có 5 xà lúa, năm nào năng suất thì thu được 1 tấn, đủ cho 60 ăn đến vụ kế tiếp còn nếu mất mùa cả gia đình lại bữa rau bữa cháo khi được hỏi vì sao gia đình đã khó khăn mà vẫn còn uống rượu say xỉn và đối xử như thế với vợ lý do mà anh Pi Năng Xuân chồng chị Khíp đưa ra lại chính là một vòng luẩn quẩn nhiều khi lắm gia đình khó khăn lắm <laughs> ừ. nhiều khi là mình thì con lao động chính trong nhà nhưng mà thiếu thốn quá nhiều vay bên ngân hàng chính sách á, tiền lẻ, tiền đồ đó. vợ thì không đi làm gì được không không có ừ. rồi cũng la mắng rồi cũng ừ. biết nói sao có to tiếng trồng rượu chè say xỉn đói nghèo bạo lực gia đình vòng lặp ấy ba đời nay đã quấn quanh phận đời của nhiều người phụ nữ người dân tộc giác lây ở ninh thuận do sống khép kín ít giao lưu với bên ngoài nên hầu hết họ âm thầm chịu đựng nhiều người trong số họ vẫn lặng lẽ như chiếc bóng mỗi ngày trong nhà trên dãy từ khi lấy chồng cho đến hết cuộc đời để phụ nữ rắc lây thoát khỏi vòng bạo lực gia đình. Kính thưa bà con, qua phóng sự vừa rồi thì có thể thấy rượu chè cùng với đời sống kinh tế khó khăn, vòng luẩn quẩn ấy đã tạo ra một vòng xoáy khác, đó là bạo lực gia đình. Trở lại cuộc trò chuyện cùng khách mời của chương trình là chị Pi Năng Thị Nam. À, thưa chị, với thực trạng như thế thì công cuộc đi vận động nâng cao nhận thức về phòng chống bạo lực gia đình cho chị em đối với chị Chắc hẳn đó là một hành trình vô cùng vất vả Bản thân thì cũng là việc trách nhiệm Đã làm thì làm theo sở chỉ đạo của đảng nhà nước phân công ừ. Thì mình cứ cứ làm thôi ừ. Thì mơ dầm thăm lau họ có chấp hành hay không là đó là việc của họ còn cái nhiệm vụ của mình truyền truyền vận động là mình phải đi là trên hết. Là ừ. nhiệm vụ của mình là phải làm cho tròn nhiệm vụ đi sâu sát hộ dân này kia. Và là kể cả là vận động là uh, vệ sinh môi trường hoặc là kể cả là trước đây như Covid phải đi từng nhà có từ cửa thì, ừ. thì vận động cứ từng nhà một thôi. Hết thôn này là qua thôn khác. Các nội dung công việc gì mình cũng phải đi tận nhà. Họ mới biết mới hiểu được. À, trong cái quá trình làm công tác vận động tuyên truyền thì chị gặp những cái khó khăn gì và chị đã làm như thế nào để giải quyết những vấn đề khó khăn đó? Ví dụ khó khăn những cái họ không nhận Ví dụ lối của mình chẳng hạn Thì họ cứ hai vợ chồng ai cũng dành phòng thắng hết chẳng hạn Mình cũng phải nói chung cũng ừ. Còn cái về bạo lực gia đình đó à, Phối kết hợp với các ngành thôi Mời về xã à, hòa giải này Bên nào đúng, bên nào sai Thì hòa giải tham gia hòa giải ở thôn này kia thì ừ. Thì nói chung thì nó mất thời gian cái Giống như là họ là trình bày từ đầu đến cuối này kia nói chung thì cũng hơi phức tạp, ừ. đặc biệt những cái hộ mà hay lấy nhau mà không có đăng ký kết hôn này là họ chỉ hòa giải trong hai tộc họ đó rồi sau đó tự bỏ nhau. Ừ. Những người là có làm giấy kết hôn á thì có thể ra tòa, có cũng có hòa giải một hai lần mà không có được á. Trường trường văn động và người nào bên nào đúng bên nào sai thì phải nhận lỗi lại. Người nào sai mình phải nhận lỗi về mình để cuộc sống nó có thể là kết nối lại nó liên quan tại vì đã ừ. là giống như rãnh đứt về tình cảm đánh đập nhiều chẳng hạn bạo hành nhiều á là chỉ có là con ăn bên đây là từ khi là con ăn vào cuộc thì bây giờ nó cũng đỡ hơn ừ. rồi đôi khi là đã về con ăn là răng đen này kia thì họ biết là lỗi của họ thì họ có thể về thì làm lại cuộc đời rồi cũng có là thương vợ con này kia thì cũng được nhưng mà cũng có một số người thì làm bao nhiêu lần vẫn vậy thôi hộ nó thì chịu đựng thì nhiều nhất. Ừ. đôi khi là về đứa con của mình cũng phải là để giá vừa là gia đình hạnh phúc thôi chứ đôi khi là họ cũng đau khổ lắm. vậy thì cái khó nhất trong phòng chống bạo lực gia đình ở cộng đồng người rắc lây theo chị thì là gì ạ? cái khó do bị bạo lực xuất phát từ rổ trẻ thôi là nặng về rổ đa uống là không biết không những là vợ con kể cả cha con hoặc là người nào mình cũng chả gọi là không biết cái gì ai là ai nữa họ nói là cái chuyện bé xé ra to là không có nên cho nên là uh, gia đình mình như thế nào là chỉ là gia đình mình biết thôi vợ chồng bảo nhau có gì uh, sai sót gì bảo nhau thôi chứ khi nào giống như là bạo hành quá thì họ mới báo lên xã thôi uh, bên lên thôn thôi chứ họ không có um, cái kiểu ví dụ như là bạo lực về về tinh thần gì đó như la mắt chửi gì thì họ bỏ qua hết chỉ có là đánh đập về thể xác thì họ mới là thế báo cũng có tuyên truyền thường xuyên sinh hoạt hội viên hội nở là nếu mà có cái vụ mà bạo lực gia đình cũng về thể xác lắng tinh thần này kia thì nên báo được biết là chị đã có 21 năm làm cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Ở chắc hẳn là chị có rất nhiều bài học và kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền vận động nâng cao nhận thức người dân đối với vấn đề bạo lực gia đình và bình đẳng giới Uh, đó là gì ạ và chị có thể uh, chia sẻ cùng bà con và chị em không ạ cái tổ hòa giải ừ. thôn là thôn tự hòa giải uh, giải quyết mời về xã thôi ừ. mời về xã thôi thì hòa giải chung cái, cái tập thể đó đôi khi là mình cũng nhớ lắm nhiều thì vận động mãi thì không được cháu chịu thì cuối cùng cũng ra tòa thôi bây giờ có một hộ một chị uh, hòa giải liên tục thôi nhưng mà người chồng thì cứ uh, gọi là theo thanh niên rồi uh, chạy xe lạnh lách ăn nhậu rồi đúc nhà đúc cửa rồi đúc các giấy tờ cách hôn rồi là cái giấy tờ tuổi thân đều đốt hết thì cái cả quần áo của vợ cũng có luôn nhưng mà giải quyết, giải quyết liên tục không được thì uh, bằng cách thì mình vận động là phụ nữ nên rời khỏi một thời gian nào đó xong rồi cho họ đi uh, ả rập hoặc là đi làm thuê các tỉnh khác một vài năm để giống như là cho họ sợ suy nghĩ lại nhưng mà đi xong rồi về cũng không có suy nghĩ được thì cũng bỏ thôi ừ, hỏi dài này kia thì phụ nữ thì thấy cũng rất rất tội ừ, cũng khóc lóc cũng thảm thiết mình cũng không biết phải nói gì mình chỉ có bên phụ nữ thôi thì, thì chỉ bằng cách là xong không được chứ, ly hôn thôi. Để vận động thành công thay đổi được nhận thức của người dân trong vấn đề bạo lực gia đình, theo chị thì điều gì là quan trọng nhất ạ? Bạo lực gia đình, cái đó là việc của toàn của xã hội rồi. Ừ. Thì mình có chỉ bảo vệ phụ nữ và trẻ em mình thôi. Chứ đối với ông chồng là cần phải có cái xã hội răng đề, giáo dục đặc biệt ngành công an thì nói chung thì mới có cái, cái, cái rút kinh nghiệm được Chúng đối với phụ nữ mình là mình chỉ có là về việc cái vận uh, động ăn uống rồi rồi uh, cái cuộc sống của họ như thế nào đó là cái đó là việc của hội phụ nữ còn phải tuyên truyền thôi dạ vâng ạ à, vậy thì uh, chị có thể chia sẻ một cái câu chuyện nào uh, khiến chị nhớ nhất trong cái quá trình đi vận động tuyên truyền ạ thế thì trước đây cũng có một gia đình vợ của hai bị bạo lực gia đình luôn. chồng cũng là giáo viên nhưng mà thường xuyên cái bạo lực liên tục thôi thậm chí là bạo lực cởi quần áo vợ rồi, rồi, kéo ra ngoài đường đánh đập luôn nhà trường nói chung thì cũng làm việc với ổng liên tục cũng muốn tha thải ổng liên tục không biết sao mình thấy thấy hơi tội có đi một mình luôn đi vào đằng tầng nhà nhưng mà không biết sao, ổng hiểu sao tự nhiên từ đó đến giờ ổng không bao lực gia đình luôn Thì mình vẫn nói là mình so với mình cũng phải là dân bình thường, cũng là là cán bộ giáo viên Trong khi đó mình lại vợ của mình là mình không tôn trọng này kia Mà mình cứ bạo lực mà thậm chí là cứ quần áo xé xác quần áo rồi là kéo vợ mình ra ngoài đường để cho thiên hạ xem giờ mình cảm thấy mình làm chồng tốt như thế nào vậy đó Và vợ chồng có gì ai cũng có uh, sai sót này kia nói chung thì mình nói giống như là mình tâm sự với hai vợ chồng luôn mà tự nhiên hai vợ chồng đó từ đó đến về sau thì họ cũng biết là họ có lỗi họ cũng có chị tới đây nói chuyện với em thì em vẫn biết em sai thì nói chung là chồng cũng cũng nói sai về bản thân mình cũng nhận lỗi rồi sau đó tự nhiên từ đó đến giờ vợ chồng cũng hạnh phúc rồi không nghe nói bạo lực thì mình cũng phân tích giữa hai vợ chồng rồi mình tham gia công việc xã hội như là mình cũng là người nhà giáo rồi dạy con trẻ rồi thậm chí gia đình mình mà mà mình coi là cứ lục đục cái bạo lực gia đình liên tục vậy làm sao mà làm nhà giáo giáo viên mình trước mắt mình phải làm gia đình mình hạnh phúc trước con cái mình uh, hạnh phúc trước thì mình mới là chè bảo cho học sinh cũng là xã hội thôi cũng phân tích nhiều rồi so sánh như hộ này hộ kia rồi rồi người ta cũng dân thường mà ta biết yêu thương tôn trọng vợ con này kia, biết chia sẻ niềm vui cùng với gia đình này kia Thì sau đó thì hình như là cũng gần 10 năm đây, hồi đó bà Lực nữa ừ. Mà sau khi gặp um, chị đó thì chị đó cũng nói, ông, từ khi chị đi nói, nói chuyện đó, thì ổng không biết suy nghĩ sao à, Thấy cũng bên đây là thay đổi hoàn toàn có thể thấy là để vận động hòa giải được một trường hợp bạo lực gia đình nó là cả một quá trình không hề dễ dàng đúng không ạ à, vậy thì đối với công tác phòng chống giảm thiểu bạo lực trong cộng đồng người dân tộc rắc Lây, hiện còn điều gì khiến chị cảm thấy chăn trở nhất ạ trẻ em hay bị bạo lực gia đình là hay bỏ học có trẻ vì thương mẹ thương em bỏ học xong để làm thuê làm mướn để trở thành là chỗ dựa của mẹ vì cuộc sống gia đình khó khăn vất vả vì bạo lực gia đình không có hạnh phúc gây bất hạnh cho trẻ em phải còng lưng mà đi làm thuê làm mướn có thôn là trẻ em mà đi làm thuê làm mướn sớm quá tới khi lớn lên là không có khả năng tham gia công việc xã hội như là đi nghĩa vụ chẳng hạn không có trình độ thì cũng có rất nhiều thanh niên lớp 2, lớp 3, lớp 4 học. đôi khi sức khỏe đổ món có trình độ cũng như không rồi gia đình cũng nghèo mãi Vậy mong muốn lớn nhất hiện tại của chị là gì ạ? Tôi mong muốn nhất á, gia đình ai cũng được bảo vệ, quan tâm, chia sẻ là gia đình nào cũng được hạnh phúc thì xã hội đã ổn định hơn, nó không có bị cái tệ nạn nhiều. về con cái cũng được phát triển học hành đến nơi đến chốn được đầu tư về kinh tế gia đình đã ổn định hơn phát triển đi lên các ngành đoàn thể từ xã đến huyện tỉnh chẳng hạn trung ương chẳng hạn nghiên cứu thế nào để có hộ nữ và nam giới có bình đẳng biết quan tâm chia sẻ và biết cách quản lý những người chồng người cha tham gia sinh hoạt thường xuyên cái nhóm của đàn ông riêng chẳng hạn là như vậy mới được giúp đỡ cho phụ nữ nhiều hơn đúng ừ. rồi ừ. thì phối kết hợp từ trên xuống dưới là để vận động những gia đình để có ổn định cuộc sống và ừ. à, tương lai sau này thì mong rằng là không có gia đình nào bị tai nạn xã hội không có gia đình nào là vi phạm các tai nắng và được hạnh phúc. Vâng, một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn chị Pi Năng Thị Nam đã có những chia sẻ, những câu chuyện rất thú vị trong chương trình podcast Kỹ Năng Mỗi Ngày hôm nay. Kính chúc chị luôn có thật nhiều sức khỏe và thật nhiều niềm vui. Kỹ Năng Mỗi Ngày, cùng nghe, cùng chia sẻ. Bà con và chị em thân mến, qua chia sẻ của khách mời và các câu chuyện thực tế có thể nhận thấy, chính sự im lặng của chị em là nguyên nhân khiến bạo lực gia đình tồn tại, thành một vấn đề nhức nhối trong cộng đồng người dân tộc Rắc Lây. Việc trang bị kiến thức về phòng chống bạo lực gia đình cho chị em người dân tộc thiểu số trở thành vấn đề cấp thiết hơn bao giờ hết. Và trước mắt, để phòng chống bạo lực trong gia đình, chị em phụ nữ cần có các kỹ năng. Nhận biết các dấu hiệu mình sắp bị bạo hành như đối phương trong trạng thái say xỉn, từng có hành động bạo hành cả tinh thần và thể chất trước đó, ngôn từ không còn chuẩn mực, lớn tiếng, gây hấn, thu thập hoặc mang vũ khí theo. Thừa nhận đối tác của mình là người gây bạo lực. Phụ nữ còn tư tưởng xấu chàng hổ ai, chuyện trong nhà đóng cửa bảo nhau nên nhiều khi không chịu thừa nhận đối phương là người đã gây ra những tổn hại đến thể chất và tinh thần của mình. Nói cho hàng xóm, người thân biết để họ có thể giúp đỡ. Phòng bị một chiếc điện thoại trong nhà để liên lạc với người bên ngoài. Lưu trong danh bạ một vài số điện thoại khẩn cấp của các cán bộ trong xã, thôn, công an địa phương số 113 để liên hệ khi có bạo lực nghiêm trọng. Ghi nhận lại tất cả bằng chứng ngày giờ diễn ra bạo hành để làm căn cứ nếu có kiện tụng trước tòa. Dự trù một tài khoản bí mật cho riêng mình nếu thấy cần thiết. Khi chồng quá say xỉn nên im lặng hoặc tìm chỗ né tránh nếu chồng có biểu hiện bạo lực. Khi gặp những tình huống bạo lực tình dục để thỏa mãn ham muốn, hãy đến gặp chuyên gia tư vấn tâm lý hoặc cán bộ phụ nữ cơ sở để tìm giải pháp. Kính thưa bà con, bạo lực giới và bạo lực gia đình trong cả nước nói chung, ở vùng dân tộc thiểu số nói riêng là câu chuyện chưa bao giờ cũ. Vấn nạn này đang đẩy một bộ phận phụ nữ dân tộc thiểu số ngày càng trở nên bị tách biệt, tụt hậu trong bối cảnh xã hội có nhiều biến đổi và phát triển như hiện nay. Chính vì vậy, trang bị kiến thức, kỹ năng truyền thông về bạo lực gia đình cho cán bộ cơ sở, tăng cường kiến thức về bạo lực gia đình cho chị em tại các vùng đồng bào dân tộc thiểu số chính là chìa khóa để góp phần từng bước ngăn chặn và xóa bỏ bạo lực gia đình. Cảm ơn bà con và các bạn đã nghe podcast kỹ năng mỗi ngày của Báo Phụ Nữ Việt Nam trao đổi về chủ đề để phụ nữ rắc lây thoát khỏi vòng bạo lực gia đình. Podcast được đăng tải trên trang báo điện tử phụ nữ Việt Nam .vn, fanpage và kênh YouTube của Báo Phụ Nữ Việt Nam. Chương trình thuộc dự án 8 thực hiện bình đẳng giới và giải quyết các vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em vùng dân tộc thiểu số và miền núi thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi do Báo Phụ Nữ Việt Nam thực hiện. Trong số podcast tiếp theo, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị câu chuyện về việc phát huy vai trò của người phụ nữ dân tộc Trăm trong giữ gìn nghề truyền thống của dân tộc mời bà con và chị em cùng chú ý lắng nghe xin chào và hẹn gặp lại